sẻn cào cuốc. Các bạn thấy anh Thành anh mới quăng ra, anh mới lôi ra, lôi trong nhà kho ra tức thì đó. Thì hôm nay thì anh Thành sẽ giúp Thư đưa mấy cái nhánh bí lên đó các bạn. Cái cây bí này hôm nay nó sung ghê á, từ hôm mà Thư cắt mấy cái trái bí đi hết á, cái hôm nay nó đâm ra nhánh mới nhiều, thiệt nhiều luôn, mà nó ra trái quá trời nhiều luôn các bạn. Đây hai trái con này các bạn, ở đây nó ra hoa, nó đang ra hoa hoa cái nữa, nhiều lắm các bạn ơi. Nó tự đậu luôn á, chứ Thư không có ra Thư thụ phấn cho nó, tự vì Thư nghĩ là sắp sắp hết mùa rồi đó, sợ nó không có kịp nữa, nó vô mùa lạnh đó, cho nên Thư đâu có thụ phấn gì đâu mà nó đậu nè. Wow, ham chưa, trên này hai trái nữa ha, đó trên đó hai trái nữa, đây một cái bông cái nữa nè. Thư không thèm thụ phấn giùm nó luôn, để nó tự đậu á. Đây nữa nè, cả gần chục trái anh hả? Nhiều. Đây nữa nè các bạn, đây một trái nữa nè, rồi này bông cái bên này nữa, quá trời nhiều luôn. Cho nên anh Thành anh thấy sao đợt này nó hình như thời tiết nó mát mát xuống á các bạn, cái nó đậu nhiều, nên anh Thành anh ra anh đưa nó lên trên vàng cho nó nhìn nó gọn gàng hơn á. Rồi tí xíu nữa thì anh Thành anh sẽ lót cho Thư một cái miếng đất ở ngay chỗ cái khung này để Thư chuẩn bị Thư trồng rau mùa đông. Cái chùm táo tàu của nhà Thư á, hôm nay nó bị rụng khá nhiều rồi các bạn. Hôm bữa trước nó đầy, nó đặt nguyên một chùm luôn nè. Cái góc chỗ này nè, rụng hết 4-5 trái rồi. Tiếc ghê luôn á, tự vì nó nặng quá đó, nó xè xuống dưới đất luôn này nè các bạn. Đó, cho nên là nó gió nó lắc tí xíu là nó rụng à. Sai quá trời sai luôn. Đây nữa. Bên này nè các bạn. Các bạn nhìn góc bên kia kìa. Mấy trăm trái luôn ha. Nó xè xuống tuốt ở dưới đất luôn. Thì đợt này Thư thu hoạch xong là anh Thành anh sẽ tỉa lại. Không hiểu sao mà nó xè xuống nhiều quá anh hả? Nó nặng quá hả? Đâu có năm nào mà hồi năm ngoái cái cây táo tàu kia của Thư á, trái nó nhẹ đó, cho nên nó đâu có chịu xuống như là cái cây này đây. Cây này năm đầu tiên nó ra bó luôn. Cái cưng ha, Thư nghĩ chắc cỡ 2 tuần nữa là mình thu hoạch nó được rồi. Trái đáng một trái luôn các bạn, to lắm. Sẵn góc này có mấy trái khổ hoa mình cần phải thu hoạch rồi nè, để Thư ngắt nó vào luôn ha. Sáng nay chắc là mình nhồi mấy trái khổ hoa, nấu nồi canh khổ hoa nhồi thịt ăn đi. Hôm trước Thư cũng có thu hoạch 3-4 trái rồi đó. Hôm nay mình gom thêm một trái này nữa, vô là cỡ khoảng 5-6 trái mình nhồi là được rồi. Mấy trái này nó còn hơi non á, cái gai nó chưa có nở nè. Thôi là mình để thêm mấy ngày nữa mình ra mình thu hoạch một đợt luôn ha. Hôm nay thì mình chỉ có thu được một trái thôi. Sẵn ngay đây mình thấy có mấy trái cà pháo rồi, Thư thu luôn. Cà pháo cuối mùa rồi cho nên trái nó nhỏ xíu xíu à. Cái cây nó cũng không có phát nữa. Chắc gom thêm 1-2 đợt nữa đó là tới mùa lạnh là cái cây này nó chết luôn. Đó, hôm nay thì Thư gom được khoảng chừng 10 mấy trái cà pháo á. Đợt này thì mình gom vào, mình sẽ muối chua. Muối chua thì mình để ăn dần được, còn muối sổi thì mình chỉ có ăn trong vòng 2-3 ngày thôi. Cà pháo tím này ăn giòn ngon, sang năm Thư sẽ trồng lại cái loại này nữa. Sáng nay anh Thành anh chưa có cho mấy con cá nó ăn nè. Giờ Thư đi ra Thư cho nó nhúm thức ăn. Sẵn rồi Thư tưới cho mấy cái chậu dâu ở ngay chỗ cái hồ cá này luôn, với lại mấy cái chậu rau gia vị á, rau ngò ôm với lại rau răm. Thư cũng trồng ở ngay chỗ cái bóng cây đào cho nó mát. Nhà Thư trồng rau á, thường lấy cái nước hồ cá này tưới nè, thay vì mình tưới phân hóa học. Trong nước hồ cá này nó cũng có rất là nhiều dưỡng chất, từ phân cá rồi những cái chất ở trong hồ, những cái rong á nó ra, cho nên là mình không có cần phải tưới thêm phân hóa học nữa.
Giờ này cũng là giờ học sinh bắt đầu đi học rồi nè. Xe bus nó mới chạy ngang qua nhà Thư. Hồi đêm hôm qua nấu một lần đó, mình có thể để dành trong ngăn đông lạnh, mình ăn cũng được khá lâu á. Ăn sáng xong rồi thì anh Thành chở mấy đứa nhỏ nó đi học, còn Thư ở nhà Thư nấu đồ ăn để đem đi làm ăn trưa. Thì hồi nãy Thư có ngắt một trái khổ hoa, bây giờ Thư nhồi thịt nấu một nồi canh khổ hoa nè, được có khoảng 5 trái à. Tại vì mùa này khổ hoa nhà Thư nó cũng ít nữa, mà Thư thái thêm nửa trái bầu ra để mình xào với tôm. Hôm nay thì Thư chiên một ít chả cá để ăn kèm. Chả cá này là chả cá măng á, chiên lên chấm nước mắm ăn với cơm ngon bá cháy luôn. Đồ ăn nấu xong chín hết rồi nè, Thư múc ra rồi chuẩn bị đi làm á. Ở Mỹ bây giờ đang bắt đầu vào thu, nhưng mà chỗ của Thư ở thì vẫn còn ấm áp lắm, chỉ có hơi lạnh vào buổi sáng và buổi tối thôi. Cây cối vẫn còn xanh mà nè, lá chưa có đổi màu nữa. Chắc độ khoảng chừng nửa tháng cho tới một tháng nữa đó, thì những cái lá cây này sẽ đổi qua màu đỏ, màu vàng rất là đẹp. Tới chừng đó thì Thư sẽ quay cái cảnh mùa thu ở Mỹ với các bạn coi nha. Mọi người nghe Thư trò chuyện với bạn khách này nè, cho vui ha, công việc hàng ngày của Thư đó. Sum up my friend in Vietnam. See, in Vietnam right now we have a really bad of COVID. COVID. Oh yeah. A lot of new cases. And then she asked me how about in my country, how about here? We have a lot of new COVID over here or not? And I say we don't have much over here anymore. She say sometimes you can you video where you work to me. I can guess see. I guess I'm signing my life away with you because I'm agreeing with everything you say. Didn't really understand it. I'm gonna have to get some new hearing aids. Bà này á, bà chơi, bà chọc quê Thư dễ sợ luôn đó các bạn. Thư nói chuyện với bà nãy giờ, khi bà nói bà không có hiểu Thư nói gì hết á, nhưng mà bà đồng ý với những cái gì Thư nói. Rồi bà nói chắc bà phải đi mua cái máy trợ thính mới quá à, chứ cái máy này bà nghe không có rõ. Thư quê quá đó, Thư mới nói với bà chứ. Tôi nghĩ chắc tôi cũng có vấn đề với cái lỗ tai của tôi á. Nhiều khi bà nói tôi cũng đâu hiểu bà nói gì đâu. Làm cái nghề của Thư á, nhiều khi gặp mấy cái tình huống khó đỡ lắm á các bạn. Hôm kia kìa, Thư đang làm cho cái bà khách, mới bào cái tay bà xuống để chuẩn bị làm á, bột còn đầy ở trên bàn vậy đó. Cái bà đem bà thổi cái phù một cái, nguyên một cái đống bột nó bay ra trên mặt Thư luôn. Cả ngày khỏi đánh phấn cũng trắng nữa. Đó, trong cái môi trường làm nail nhiều chuyện vui buồn lắm. Bữa nào Thư kể thêm các bạn nghe nha. Lâu quá rồi không quay cho các bạn coi cái quang cảnh chỗ Thư làm việc. Hôm nay rảnh rảnh Thư đi ra ngoài đây, Thư quay cho các bạn coi nha. Cái này là cái phía đằng sau tiệm chỗ Thư làm nè. Mấy cái nhà đó đều là những cái chỗ văn phòng cho người ta làm việc hết luôn á. Giờ này đang là giờ làm việc, cho nên là văn phòng đầy nghẹt xe luôn. Hồi lúc trước ở chỗ này có một cái bóng cây rất là mát, bây giờ người ta chặt đi mất rồi, để lại mấy cái thông thôi. Đây là trái thông nè các bạn. Mình không có cây thông ha các bạn ha. Chỉ có trên Đà Lạt có thôi, mà không biết là có trái thông giống như thế này không. Bên này nhiều lắm. Rụng đầy dưới gốc nè. Ngoài kia ăn trái nữa. Cái cây này ngộ ghê. Cây này nó cũng có trái nè. Trái li ti nè. Trái hay là cái bông ta? Không biết
trái hay là bông nữa. Thấy ong bướm bay đầy hết nè. Để mình nhìn kỹ coi nó là cái trái hay cái bông. Nhìn giống như cái bông vậy đó. Đầy đặc cây luôn. Còn có mấy cái màu xanh xanh non non đây, giống như là cái lá non ha. Cái cây này nó đang thay da nè. Nó lột da ra. Giống cây ổi bên Việt Nam lột da. Nhiều lắm. Có bên này nữa. Ô, dọc nguyên một cái hàng này người ta trồng cái loại cây này thôi à. Cái giờ làm việc ở bên Mỹ đó à, nó vắng lặng vậy đó. Lâu lâu mình đi mình quay vòng vòng các bạn coi cho vui ha. Vô mùa này đi làm về là trời tối thui rồi. Mới có hơn 7 giờ chút xíu chứ mấy à. Mà bên ngoài trời tối thui luôn. Thật ra cũng không có tối lắm đâu, nhưng mà tự vì trong xe đó, mình chạy xe cho nên là mình mở đèn, mở điện, nó nhìn tối. Trời cũng vừa sập tối à. Bởi người ta có câu tháng 5 chưa nằm đã sáng, tháng 10 chưa cười đã tối. Mới có khoảng chừng gần 7 giờ à, cái trời tối, cái tối lẹ lắm. Tối nhanh thiệt nhanh luôn á, chưa kịp gì hết là thấy tối thui rồi. Cho nên bây giờ tụi mình đi làm về đâu có ra vườn quay phim, quay video cho mọi người coi được nữa đâu. Trời tối mất rồi á. Buổi sáng thì 7 giờ trời cũng còn hơi mù mù, cũng không dậy quay phim được nữa. Đợi cho tới 8 giờ. 8 giờ thì bắt đầu tụi mình là phải chở mấy đứa nhỏ đi học rồi. Thôi Thư dừng cái video sinh hoạt một ngày hôm nay của gia đình Thư ở đây ha.